Rồi, em chào mọi người nha. Hôm nay là em lên lại video mới nha, sau kỳ nghỉ Tết. Hôm nay là hôm nay là mùng 10 Tết ha. Mùng 10 Tết 2024. Rồi, em lên lại video thì đầu tiên thì em cũng xin chúc cả nhà mình năm mới có thật nhiều sức khỏe ha và vạn sự đều như ý. Rồi, năm mới vui vẻ. Thì năm lên ít đồ thôi mọi người. Nay thì lên soạn ra được ít đồ. Giới thiệu mọi người ha. Rồi vẫn là cái thông tin liên hệ cũ bên em ha, thì trước giờ vẫn vậy. Em xài một số điện thoại duy nhất là 0334 830 843 ha, để bán đồ Nhật bãi này. Đó. Số cũng có Zalo, mọi người có thể kết bạn để xem thêm ha. Rồi. Thì bên em thì có đơn hàng từ 300 ngàn thì trước giờ em vẫn là chuyển khoản ha. Vẫn chuyển khoản và bao phí vận chuyển. Đơn từ 300 ngàn ha. Tất cả toàn quốc trừ ở quần đảo xa ra thôi. Quần đảo xa em sẽ hỗ trợ 50% nha mọi người. Đó. Rồi, đầu tiên lên mã số 1 nè. Thì bên em thì có ghi cái mã số nè và cái giá tiền ha, nó rất là đầy đủ chi tiết. Và em quay rất là kỹ luôn ha, quay rất là độ nét rất là cao. Đó, quay full HD độ nét cao cho bác coi cho nó rõ. Đây, không bị nén video. Rồi. Đây là ba cái món hàng, ba mã số 1 nha mọi người, là ba món. Nó là một cái cây nĩa nè. Cái nĩa này nó của Nhật ha. À, hãng nội địa của Nhật. Mà nó làm khá là dày luôn mọi người, nó làm rất là dày nha, cầm rất là nặng tay luôn. À, rất là dày luôn mọi người. Cái cây nĩa ha, cây nĩa để ăn. Cái cây này nó dài được 17,5 cm nha. Cái bề ngang này nó được 2 cm nè. Và hai cái cây này là cái dụng cụ, cái cây để mình ăn những cái con này nè, những cái con hàu này kia nè. Đây mọi người. À, mình để mình ăn hàu, mình những cái con cua đồ đó, mình sẽ nạy nó ra ha, nó có làm cái mũi để mình nạy nè. Nạy ra mình ăn. Nó cũng hàng nội địa của Nhật ha. Hai cây. Đây, mắt in cho băng luôn nè. Đây, nó của hãng Yokawa ha. Yokawa. Cái cây này nó dài được 15,5 cm nha. Ba món này mã số 1 nè, 150.000. Mã số 2. Có một cái cây, cái này là cái cây đột ha. Cây đột đột lỗ à, không phải đột gọi là cây đột á, cây đột để mình đánh những cái chốt, đột chốt á mọi người. À, những cái chốt nó kẹt thì mình lấy cái này mình đột, mình đánh nó ra. Nó búa gõ. Thì nó là của Swissman nè, à, thụy sĩ ha. Cái hãng này của thụy sĩ, hãng BB nè. BB Granite nè. 6 ly nha, cây này là một cây 6 ly. Có một cây này thôi, cây này đã qua sử dụng và nó có những cái dấu hiệu à, có dấu xài nhiều ha, nhưng mà vẫn rất là cứng nha mọi người. Cây thép này của thụy sĩ thì nó chuyên dụng, nó chuyên thiết kế ra những cái cây đột này thì nó rất là cứng, rất là cứng, mình xài rất là bền, vẫn còn xài rất là tốt. Cây này nó là 6 ly ha, 6 ly chiều dài được 15 cm, giá 100 ngàn.
Mã số 2 nha mọi người. Số 3 100 nha, cũng là một cái này của đồ xe đạp. Cái này là mấy bác có chạy xe đạp mà có xài cái hắn có cục gom nè. Gọi là hắn hắn gì ta? Hắn này em cũng không biết gọi nó là gì, em quên tên rồi. Mà nó một cặp nè, xài rất là ok. Cặp nè, cặp này nó như nó chưa xài mọi người nè, còn rất là dày luôn, trong hộp luôn ha, chưa xài nè. Một cặp gom ha, cặp gom của cái hắn xe đạp này, gọi là hắn hắn niền ha ta, hắn niền, hắn đùm đùm, không phải hắn niền nhé. Đó em bắt lên xe nè, nó cho mấy cái xe mà xe cổ của Nhật á, xe xưa đó thì xài cái hắn niền này ha, thì mình gắn vô mình xài. Có một cặp nè, mã số 3 là 100 ngàn nhé. Này nó xài con ốc M6 nè ha, thông dụng nha, có sẵn con tán luôn, xe băng ha. Này nó là xe băng, nó đóng mộc đó nè. Mọi người biết sao không, ở trên có những cái món sản phẩm ở trên nhãn hiệu nó là China nè, nó đi China. China là những cái bao bì này nè, những cái bao bì, những cái phụ trợ bên ngoài á. Còn cái nguyên liệu chính đó là nó sản xuất ở China, ở Nhật nè, không? Japan nè, nó đóng vô nè. Hãng SIB ha. Này 100 ngàn, mã số 3. Mã số 4 à. Có một cái này là cộng dây cáp. Dây cáp thì bên Nhật nó dùng để đây. Nó chuyên dụng, thiết kế của hãng, cái hãng này nó thiết kế cho cái xe để mình kéo nhau ha. Gọi là bị lúng á. Cái dây cáp để kéo. Nhưng ở đây mình có thể dùng thì để theo sơ cua trên xe mình, để mình có những lúc lúng thì mình lấy ra mình dùng. Nhưng còn một cách đó là mình dùng nó là làm cái dây xích khóa xe ha, khóa xe máy ha mọi người. Đây nó rất là dày, cọng cáp này để mà cắt được cũng hơi chua đó ha. Cọng cáp nha, cáp 8 ly mọi người. À, nó có ghi nè, 8 ly ha. Đây. Cáp rất là to. Có sẵn hai cái này để mình chốt vô cái xe của mình nè, xe tải, xe hơi nè ha. Thì cái này nó dài không biết bao nhiêu mét, cái này chưa có, không có ghi. Nhưng những cái này thì nó thường khoảng là 4 mét. Những cái này thường trước em có bán thì nhớ nó khoảng 4 mét mọi người. À, nó khoảng 4 mét thôi. Đây cái ma ní nè, này có sẵn hai cái ma ní. Cái ma ní này rất là to luôn. Ma ní này 10 quá. Ma ní này như là 10, 11, 12 nè. Ma ní này 12 mọi người. Ma ní 12 luôn ha. Cái cáp này là 8 ly nè ha. Rất là dày luôn. Cái này á, nó có sẵn cái vỏ bọc nè, nó chống chạy rồi mình dùng để mình khóa cái xe máy á. Máy mà ở bác nhà ở mặt phố rồi ha, hay để xe ngoài trước đường đó. Nhiều xe đó, hoặc là một xe thì mình cũng khóa cách này. Mình sẽ sắm hai cái ổ khóa, hai cái ổ khóa. Thì một cái mình cố định nó vô cái cột nhà đi ha, hoặc là cái gì, cái hàng rào cái gì đó. Như vậy nè, rồi khóa lại. Khóa một ổ đây. Rồi cái đầu còn lại đó, cái đầu còn lại thì mình luồn vô xe ha, luồn vô bánh xe, muốn luồn đầu luồn luồn vô sườn xe đó,
Rồi cái cuối cùng á mình cũng chốt nó lại cái gì, xoay nó một vòng lại vô cái bánh xe hoặc là vô đâu á thì xoay lại vậy, rồi mình bóp cái ổ khóa đây một cái nữa là xong ha. Rồi cách khóa xe, cái bộ này 450 nè mọi người, một cọng dây cáp rất là to, 450 mã số 4, giá rất là tốt nè. Hôm nay em khai trương số 5 thì một cây này là một cây lục giác nha, cây này lục giác hàng chuyên dụng của hàng Tamiya nha mọi người. Đây Tamiya thì cái này chuyên dụng, mấy bác làm đồ mô hình làm đồ điện tử mà nhỏ thì sẽ biết cái cây này ha, tu vít cao cấp của nó. Tamiya Mỹ luôn nha mọi người. Đây Tamiya ở American USA nữa ha, Orion nè, USA, sản xuất ở Nhật, Made in Japan ha. Những cái này nó bán rất là chuộng ở bên Mỹ vì họ chơi những cái mô hình xe đó thì xài những cái tua vít như vậy nè, nó rất là cao cấp. Cái này nó là bằng nhôm ha, cái tay nó bằng nhôm khá là nhẹ, để mình cầm mình vặn nó rất là nhẹ. Đây trên tôi biết nó có ghi là World Champion Team ha. Tôi biết này thì nó dài được 18 cm. Cây này 300 ngàn, mã số 5, số 6. Số 6 là một con cái này là một con chuốt dây điện nha mọi người, chuốt dây điện của hãng Anh Guinea nè, Guinea ha, Guinea hãng của Nhật. Đây nó khóa cái cần lại đó nha, nó khóa lại, mình đẩy xuống là nó khóa lại nè, không xài nữa mình cất, mình khóa lại vậy, xài thì mình đẩy lên. Con này có mã nè, Guinea BAW31 nha. Thì con này nó chuốt dây rất là nhanh, nó dạng chuốt tự động ha, mình không phải canh, mình bấm vô là nó chuốt thôi, nó tự động canh. Cái này cái cử thì mình muốn muốn nó sâu muốn cạn thì mình chỉnh cái cử này nha. Rồi ở đây dây chuốt được á là nó có ghi ở đây nè mọi người, từ 0.2 đến dây 6 ha, 0.2 đến 6 ly. Chạy xuống thì nó chuốt được nha. Hoặc là tương ứng với dây 24 đến dây 10 ha. Hệ của Mỹ á thì dây 24 đến dây 10 ha. Hệ châu Á mình là dây 0.2 đến dây 6. Và cái đường kính ở đây cắt dây được là 2 2 nè. Nếu nó 2 là 2 gì đó. Lại thấy nó cũng khá là sâu, rất là rộng cái miệng cắt ha. Đây nó có cái chỗ cắt dây điện, đây em tìm cọng dây điện, đây chơi luôn cái cọng dây này thử. Dây này nhìn nó khá là to nha, dây này là của dây sạc, cái dây ắc quy nha mọi người, dây tải ắc quy ha, dây tải ắc quy 12V đó, dòng cao ha, của xe điện hay gì đó, cục lưu điện nhé. Thì cái này em chốt thử chút được không? Nó quá to, quá to. Này nó bị kẹt.
cái dây điện của em nó đâu mất tiêu hết rồi. Thôi chốt công này luôn đi. Kiếm cộng dây điện nhỏ chốt cho mọi người coi. Đây, chốt thử cộng này luôn nha. Đó. Ok chưa? Cộng này nó khá là to luôn á, dây này là dây đây nó có thông số nè. Đây dây này là dây dây 12 nha mọi người, dây 12 nè. Theo cái hệ Mỹ nó. À, vẫn ok nha. Dây 12 là cái dây gần dây to nhất rồi. Dây 10 nó là to nhất. Này dây 12 nè. Đó, to hơn một số nữa vẫn chút ok nha. Cắt thì này không lọt nha mọi người, dây này cắt không lọt nha. Đó, miệng cắt thì nó ở đây đây. Ok. Cắt luôn nha, đây. À mình cắt mình phải nhấn nó xuống, nhấn xuống nha. Cái này nó đóng thì nhấn xuống. Lọt nha. Vậy là nó cắt từ dây 10 luôn mọi người. Nói chung là cắt full luôn. Trên đây chốt được nhiêu thì dưới cắt được nhiêu ta. À, ok. Chốt rất là ngọt luôn. Này là con này gần như mới chưa sử dụng nha mọi người. Con này gần như mới chưa sử dụng. Một cây chốt của Anginia ha. Kích thước của nó nè, rất là nhỏ gọn cái con này. Trong dòng chốt dây điện thì cái con này nó rất là nhỏ gọn luôn. Đây. Kích thước của nó khoảng 19 cm thôi. À, rất là nhỏ gọn. Nhẹ nữa. Thì mã số là 6 nha, con này 850.000 nè mưa. Số 7 có cái cọng dây để mình treo đồ nè. Đó. Cái dây này nó gọi là dây an toàn để mình khi mà mình muốn treo cái gì treo, nói chung là mình đeo vô thắt lưng ha, hoặc là đeo ở đâu đó muốn treo đồ gì treo ha, kế để mình treo gì treo nha. À, cái loại này là dây nhỏ thì không biết treo những cái đồ nhẹ nha. Đó. Rồi, nó rất là giản luôn, có hai cái móc đó. Thì như là mình móc ví tiền của mình vậy, thì nó không có bị rơi mà mình làm việc mình cầm lên nó có dây nó giật lại. Có sẵn nó móc nó khoen. Cái dây này 100 ngàn nè mọi người. Mã số 7 nha. Dây này 100 ngàn. Số 8. Số 8 là một cái loa Bluetooth nha. Cái loa này em giới thiệu cũng nhiều rồi. Cái loa này hát rất là ok nha. Loa hàng Sony thì cũng rất là ok nha. Loa Sony nghe rất là hay. Đặc biệt là những cái loa dạng ra lâu rồi, xưa xưa như vậy nè thì nghe rất là hay. Đây. Cái loa này nó đặc biệt nó là âm thanh nó vờm ha, âm thanh gọi là âm thanh 360 độ nha. Mình đặt ở đây, mình đứng vòng vòng nó mình vẫn nghe. Tại vì cái loa bass, cái bass nó nè. Cái bass nó chổng lên trời vậy nè, nó chỉa lên trời và nó xoay ra 360 độ luôn. Đó là 360 độ đó. À, nó có cái nón lá nữa nè, khi mà bass đánh lên thì nó đánh thẳng vô cái nón lá ha, mình hình chớp nè và nó sẽ tản ra cái âm thanh ra, thiết kế rất là độc luôn. Sony có đầy đủ công nghệ nè, và công nghệ Bluetooth nè, NFC nè ha. Rồi đây là vẫn có cái jack cắm 3.5 mm ha, audio in nè. Rồi cắm từ điện thoại hay là máy nghe nhạc rồi mình cắm qua mình nghe cũng được. Rồi cái này cổng sạc nha. Này âm lượng tăng lớn nhỏ. Đó, này mở nguồn. Tắt. Kết nối với điện thoại, kết nối điện thoại là Bluetooth nha, không dây ha, điện thoại. Rồi nào có Bluetooth thì kết nối cũng được hết á. Android hay iPhone đồ được hết nha mọi người, Samsung đồ.
Cái này thì hoạt động ok hết rồi, em test ok rồi. Nói chung trên YouTube thì em không có, em ít khi test bật cái nhạc tại vì sợ nó dính cái bản quyền á, mất công á. Thì cái này nó rất là nhỏ gọn nha, đây nó khoảng 7 cm thôi, rất là nhỏ gọn trong bàn tay luôn rồi. Để mình mang theo du lịch cũng được, hoặc là để bàn làm việc đồ mình nghe rất là ok. Để bàn làm việc nghe rất là vừa luôn. Âm to. Bass nghe hay. Đó. Mã này số 8 nha, 650.000 nha mọi người. 9. Đây cái mỏ hàng size nhỏ nè, size nhỏ cho bác. Bác nào cần hỏi em cái size, cái mũi nhỏ nè, thì nó đây, mũi nhỏ xíu. Cái con này xài lướt rất là đẹp luôn. Nào, người nhìn cái nước lên màu nó. Nhận là mới cắm điện xài một lần nó lên màu ẩn ẩn vàng vàng như vậy nè. Thì cái mũi này nó rất là nhọn và nó nhỏ này. Thấy đồ nhỏ nó. Tại vì cái công suất nó là công suất nhỏ, nó của Haco nè. Haco 300 độ C ha, nó có ghi đây. Haco 300 độ C và 15W, xài điện Nhật 100V nha. Nội địa Nhật điện 100V. 15W nha. Dòng 15W rất là nhỏ luôn. Hình như là trước giờ em thấy 15W là cây này nhỏ nhất rồi. Chưa, em cũng chưa thấy nó là 10W thì nó nhỏ nhất nó 15W mọi người nè. Nó hàng bằng cái chở xứ này nè, còn rất là đẹp. À, cái này nè nó có điện vô nó nóng lên và nó ra mở hàng. Những cái hàng xưa hồi xưa thì nó sẽ quấn bằng cái dây ma xo ha đó, thì nó nóng lên nó khác cái này. Bây giờ công nghệ nó làm bằng cái sứ này nè, nó chở rồi. Dây đồ nguyên zin ha, 150.000 mã số 9 nè. Số 10 đây, về cái cây máy xé tóc nè. Cái máy xé tóc dòng này du lịch ha. Thì cái dòng này là dòng của Sanyo nội địa, nó sản xuất cho cái người Nhật. Đây nó có sách hướng dẫn luôn, còn sách hướng dẫn Sanyo nha. Đây, sách hướng dẫn hai cái đầu chuyển điện, hai cái đầu chuyển gắt điện thôi, chuyển chui điện. Những cái con máy sấy bên Nhật á thì nó rất là mạnh nha mọi người, nhìn nó rất là nhỏ gọn nè, xếp lần nó rất là nhỏ gọn ha. Nhưng mà so với máy Việt Nam mình ở đây á, hoặc là hãng này luôn, những cái hãng Panasonic Việt Nam mình á, nó bán ở đây á, thì mọi người cứ so trực tiếp ăn đứt mọi người, ăn đứt. Những cái con mà Panasonic thường thấy ở những cái khách sạn hay xài thì so trực tiếp thì nó còn những cái con này ăn đứt nha. Cái con Sanyo này cũng là size, gọi là size to, size du lịch nhưng mà to đấy, mạnh đó, công suất mạnh nó tới 1200 được nè. Vì trước những trước thì em có con cũng Sanyo nhưng mà nó là 1000, nhưng mà nó đã là rất là mạnh rồi. Con này là 1200 ha, thì rất là khá là mạnh luôn đấy. Cái này cái đầu chụp nè mọi người, coi bên trong cái nội thất của nó nè. Cái này á, thì mọi người xài rất là thoải mái, xài nó bền và nó an toàn và nó không có bị nóng cái vỏ này nha. Thì em cũng xài nên biết thì nó không có bị nóng cái vỏ này ha. Nó chỉ nóng nhẹ cái phần này nè, cái phần này là nóng nha, nó ngay trước cái tâm nè. Cái đầu này thì mình có thể xoay hướng nó nha, xoay hướng nè, không xoay dọc.
cái luồng gió. Những con nội địa này thì nó chạy rất là êm và công suất nó thì rất là đủ, chứ không phải như là những cái con nó sản xuất bên Việt Nam mình. Đây thì cái này á, mình muốn xài điện 100 thì mình chuyển lại qua, nó để sẵn cho mình chuyển nè, 100 nè nha, 100 rồi 220 nha, em làm sẵn qua 22 rồi thì cứ cắm 220 mà xài nha. Một điều nữa là nó chạy rất là êm hơn là những cái máy mà hãng Nhật luôn, nhưng mà nó bây giờ nó bán ở Việt Nam mình đó, thì những cái khách sạn nó hay xài đó, mọi người cứ test, nó êm hơn rất là nhiều đó. Con này thì chính hãng của Sanyo ha, đời xưa, và sản xuất cũng là này, nó ráp ở China nè, đời 91 nha. Cái con này nó có khuyết một cái là nó nứt cái vỏ đây chút xíu nè mọi người, em báo luôn nha, nứt cái vỏ xíu đây. Cái này nó không phải xài mà nó bị như vận chuyển rồi nó bị cấn một cái, nó nứt nhẹ cái vỏ đây nha nè, nhưng em thấy là nó không có ảnh hưởng gì đâu, cứ để xài bình thường, đừng có để rơi thôi. Rồi nó nứt nhẹ một cái mà em bán rất là rẻ cho mọi người là 650.000 nè, mã số 10 nha. Rồi, là số 10, 650. Mã 11. Em có một cái con kéo này rất là hay. Cái con kéo này thì nó cho bác nào thích xài mà cắt mấy cái rau củ rồi nè, nó kéo như nó như cái bằng bào luôn, thấy nó rất là hay nè, nó có thể bào cái vỏ được nè, nó cắt được cái đầu vỏ, đầu củ nè đó, bào nè, nó gọi là giống như cái bằng bào nhưng mà nó thiết kế hình cái kéo của mắt in da băng luôn mọi người, rất là chất nè. Nó chuyên để bào mấy cái củ này, củ gì ta, không biết, trái hay củ gì đó, nhưng mà mình có thể nó giống bằng bào thì mình có thể bào được củ hành, củ tỏi không. Ở này nó có cái lửa sạc khu không, đây luôn trời, lửa sạc khu đây nè, nó tên chưa sử dụng, đây cái lửa sạc khu nha, nè, cái lửa bào nè. Quá chất luôn. Ê, nó y chang cái bằng bào luôn, nhưng mà nó thiết kế dạng cái kéo ha, mình cạp cạp nè. Đây, đó, mình cạp nha. Thì nó sẽ đứt cái vỏ ra nha. Nó bào cái vỏ ra. Đây, của Sunwada ha. Của Sunwada, nội địa của Nhật, da băng. Thì rất là bén nha. Mình nhìn cái hép lưỡi nó kìa.
Cái này là nó để nó bấu, nó giữ cái quả rau củ nè. Này là cái lửa bào. Thì đó, mọi người về ứng dụng gì thì xài gì xài ha. Bào vỏ gì đó bào đó. Cái này nó kích thước là 17.5 cm nha. Cái tay cầm này nó êm êm mọi người, cầm rất là thích nè. Nó bằng cái cao su gì, cầm rất là thoải mái. Này giá bên Nhật nó là rất là cao luôn ha, giá bên Nhật rất đắt luôn, 2.000 mấy luôn. Đó, giá siêu thị nó bán. Rồi cái này 250.000 nha, mã số 11 mọi người. Mười hai nè, nay có cái cọng dây hơi nè, bác Ngọc kiếm cọng dây hơi là chơi cái cọng này không, mới tin chưa sử dụng luôn, nội địa của Nhật nó đi sẽ bằng dây gài là ống gài, cái đầu gài nhanh luôn mọi người. Rồi tiếp theo là một cái bộ này là mấy bác nào, bộ này của hàng của cắm trại ha, bác nào cắm trại cắm lều ha thì xài cái này, mua cái này sơ cua. Nói chung cái này thì càng nhiều càng tốt, bác có những lúc sẽ cần nhưng mà đi cắm trại nó không có hờ đâu. Nó là cái bộ bộ cọc lều ha, gọi là cọc lều nhưng mình có thể ứng dụng rất là nhiều để xài cái cây này. Cây này cọc xài to nha, tại vì nó là cọc 8 ha, mình có thể cọc 8 này thì mình có thể cọc được cái tăng tăng bạc tăng nha, cọc được bạc tăng luôn, lều và bạc tăng ha. Còn 6 cây thì nó thiếu thì 8 nha, bộ 8 nè, 6 8 nè, vẫn tin chưa sử dụng, hàng hiệu của hãng nè Yuguta Yuguto ha, Yuguto Yuguto ha, hãng chuyên mấy đồ cắm trại nè. Thì nó bằng thép rất là chắc ha, rất là chắc chắn, cứng chắc dài, size này em thấy rất là dài, thì vì nó là hàng 8 thì nó cọc được mấy cái tăng ha, tăng thì gió nó rất là dữ, gió nó còn hơn cái lều nữa nên cọc này nó sâu thì nó sẽ chắc 30 cm nha mọi người. Cọc này 30 cm, 30 cm xài cốt tơ 9 lì 6 cây mới tinh chưa xài. Đầy đủ dây luôn. Cái đầu dây rất là nhọn. Túi zin của nó luôn. Bộ này mã 12 nha, 450.000 nha, cho các bác có nhu cầu. Mã 12 450. Mười ba đây em về cái đồng hồ này ha, trong cái đồng hồ này em về cũng lâu rồi, cũng để là để test cho nó hoạt động ok không, thì nó hoạt động ok ha, nguyên zin bên Nhật nó về thì giờ nó đã hai pin cho mình rồi, thì nó vẫn còn chạy pin, nó là hàng của hãng Wenger ha mọi người. Hãng này là đồng hồ thụy sĩ nha, đây con này là Wenger, Wenger Swiss Made ha, thụy sĩ sản xuất, máy thụy sĩ và hoạt động tốt, kim cọc nè. Tình trạng thì nó là mặt thép ha, viền thép và mặt kính có xước nhẹ ở nè, xước nhẹ một một hai chỗ ở đây nha mọi người. Đồng hồ đã qua sử dụng mà thì nó có xước nhẹ cái mặt kính ở một hai chỗ ở chỗ này nè, nhưng mà nhìn sơ về thì không không thấy mọi người, vẫn xài rất là tốt. Đây đeo lên nè, và nó là dây da, dây da này rất là đẹp luôn nha, dây da này dây da thật nha, và nó dây da này xài nó lên màu đẹp nè, còn nguyên không bị da còn nguyên đẹp. Đây mặt sau nè,
Thì Wenger nè, Wenger là một cái hãng tool ha, hãng tool nó sản xuất nhiều lắm, thiết bị tool nè. Tool cây cây Wenger đa năng nè, đó, giống như Victorinox vậy. Thì nó single 1893 ha, nó ra đời năm 1893. Cái kính này nó xài là mini rat ha, mirat kasa kai nè, mirat kai nè, mirat kai sổ. Thì nói chung em cũng không biết kính nó là kính gì, nhưng mà cũng là một cái công nghệ kính nè. Đó, hoạt động tốt, giờ chạy ok ha, đã test lâu rồi. Giờ vẫn hoạt động ok, chính xác. Đây. 10 giờ 23 nè. Đây, 10 giờ 23 ha, chính xác luôn. Thì đây mặt size của nó nè, mặt size nó là lùng nấm 40 nha mọi người, à, trừ nấm thì khoảng 38 á. Dây đeo này thì dây da nó có tăng chỉnh rồi thì mình rất là dễ để mình đeo tai lớn nhỏ đều đều, đều được đó. Tai em là khoảng 17 nè, tai 17 nè. Thì lên mặt đồng hồ nó như vậy ha. Đó. Khá là vừa đó. Vừa đẹp. Này 17 hoặc trong tai nào đeo cũng được. Mình thích thì mình đeo, thích cái đồng hồ đó thì mình đeo thôi. Cái thằng này thì mặt trắng nè, mặt trắng và nó có dạ quang nha, có phản quang, à, dạ quang. Và cái cọc số nó làm bằng giống như thép nè, là mặt nổi thép đẹp nè. Cái này nó có dạ quang để bật đèn lát luôn. Đây mọi người, dạ quang đẹp lắm. Đó. Nó dạ quang đầy đủ ha, kim kim cọc và nó kim hai cái kim ha, cái kim giờ, cái kim phút và mấy cái cọc số nè, mấy cọc số nó có cái chấm dạ quang hết nè, 12 chấm và cái kim giờ kim phút. Con đồng hồ này 1,1 triệu nha mọi người. Đồng hồ này giá rất tốt, 1,1 triệu đồng hồ Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ mã 13, 1,1 triệu. Mười bốn, mười lăm. Đây, em có về hai cái kính, hai cái mắt kính của Nhật ha. Con này là một con hộp da của hãng Bolit nha, Bolit. Còn nguyên hộp, nguyên tem. Oh, con này chưa sử dụng luôn rồi. Cái con này chưa sử dụng nha. Còn nguyên tác của nó, Bolit ha. Nguyên tác. Khăn lao nữa nha. Nó có kèm cái khăn lao của Nhật luôn. Khăn này để mình lao là khăn nó chuyên dụng, để mình lao thì nó lao rất là êm mà nó không có bị chày kính mình. Rồi. Đây, con này kính râm ha, kính râm. Hãng Bolit. Đây, hãng này thì nó là Bolit. Nội địa của Nhật, Made in Japan nha. Đây, Japan. Cái hồng số của nó nè. Thì nó là kính 135 15 61 ha. Thì đeo, đây để em đeo thử. Cái này 135 này rất là dễ đeo. Rồi, 135. Thì cái hồng số nó đây nè, ngang kính nó sẽ là 135 nè mọi người nè, 135 ha, đó 135 nè,
và 15 là nó ở đây. Ở đây nó 15. Khoảng cách giữa hai cái sống mũi nè. Và 61, 61 nó là cái độ rộng của cái kính nè. 61 ha. Thì cái kính này nó màu gam như vậy. Cho mọi người coi trực tiếp lên trên máy đi. Đó. Khi không có kính nè. Có kính nè. Gam màu rất là dễ chịu, màu dạng màu. Đây mọi người nhìn thấy không? Nó màu nho nho, nó màu nho ha. Em kêu nó màu nho không biết phải không. Đây. Nhìn xuống nền gạch nè. Không có thì nó màu trắng nè. Có lên nó như màu nho, màu xe ghim vậy đó. Rồi cái kính này nguyên hộp ha, chưa sử dụng. Một con kính râm của Nhật. Con này mã số 14 nha, mã 14. 1,1 triệu nha mọi người. Mã 14 nguyên hộp xin của nó luôn. Mã 15 cũng là một con kính Nhật. Đây, hãng này là hãng của Nhật nha. Westman BRS nè. Hãng cái con trồn nè. Mọi người cứ sợt cái hãng này ra. Cũng là hãng Nhật. Con này cũng là một kính râm. Kính này dạng kính nhẹ thôi. Đó, dạng kính mát nhưng mà kính thời trang. Dạng kính đi bụi thôi chứ nó không râm mấy nha mọi người, nó không râm. Nó rất là nhẹ như khói à. Nó khói nhẹ một tí thôi. Mang lên nó khói nhẹ thôi nha. Rất là nhẹ nha, nó không có râm như râm tối như cái kia nha. Kính này chủ yếu là rất là đẹp. Thiết kế nó đẹp ha. Thiết kế là không có cái rộng nha. Không có rộng kính. Đây của hãng Watman BRS ha. Watman BRS, hãng này của Nhật luôn. Túi này, kính này thì nó cũng có cái còn cái giấy hướng dẫn nè. Giấy hãng nè. Và một chiếc khăn đây, chiếc khăn nè. Watman BRS 1981 ha, nó thành lập. Đây, kính thì đẹp. Cái kính tiễn như vậy thì nó rất là đẹp. Đây mọi người coi cái màu nó sẽ, đây nó khói tí nè. Cái khăn màu xanh nè, cái kính lên thì nó sậm xuống tí nha. Nghĩa là mình mang cái kính này mình thấy màu nó sẽ sậm hơn tí. Giống như là mình chỉnh màu trên điện thoại vậy đó. Nè. Nó y chang là mình chỉnh màu, ví dụ cái màu này nó nhạt nhạt tí ha, mình mang vô cái kính vô nó sẽ đậm lại tí. Một tí thôi. Sẽ nhìn mắt mình nhìn nó rất là dễ chịu ha. Dạng mang đẹp và dễ chịu ha, chứ không có chống nắng, chống râm như cái mạnh như những cái kính kia. Thì con này thiết kế rất là đẹp rồi. Thiết kế tuyệt đỉnh luôn. Kính nó rất là dày. Kính nó dày. Cái độ dày kính này em thấy rất là dày luôn. Đo thử coi. Nó 2.3 nha mọi người, đó. Thì cái thông số kính này thì nó bề ngang nè, bề ngang nó khoảng 1.40 nha mọi người. Đây 1.40 ha. Kính này nó rộng hơn kính nãy xíu. 1.40. Kính 65 ha. Ngang 65. Đây sống mũi là khoảng 1.7. Thì nó thiết kế nó bắt ốc lên trên những cái trên cái kính luôn nè, từ cái rộng nó bắt ốc vô luôn, nó liên kết bằng ốc hết nha. Thì tất nhiên là mình xài lâu nó chạy, nó hư, nó bể rồi thì mình sẽ giữ được cái rộng và mình đi đặt cái kính khác ha, đặt cái chồng kính rồi bắt ốc vô thôi. Nó cũng như vậy, cũng y như là có rộng hoặc là không rộng. Đây, mọi người nhìn lên cái ống kính ha. Nhìn lên máy quay. Rồi. Mọi người thấy nó sậm hơn không? Cái ống màu đỏ nè. Ống màu đỏ nè. Bỏ ra nó nhạt hơn tí nè.
Nó sạch nha. Mắt mình mang bên ngoài nó y vậy luôn, là mang lên nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó đồ vật đồ nó đẹp hơn nha. Ví dụ như nhìn cái đồ nó hơi nhạt nhạt tí thì mình mang kính thì vô nó sậm lại nó đẹp đó. Nó vậy. Con kính BRS mã số 15 nè, 850.000 nha. Sáu có một cái này là cái bộ cờ rất là chất của thằng đây, của hãng Odelu. Cái này cờ Nhật, mấy bác nào nói chung mà em không biết chơi, bác nào biết thì chơi ha. Cái này nó hết lại bằng 500, mọi người, nó có 500 thôi đó. Nó của hãng Nhật ha, cũng là cờ Nhật. Thì cái bộ cờ nó có như đây nè đó, các quân cờ đồ nè ha, quân cờ cái con này nó sao nó nằm ngoài. Đây nó có hai cái hộp không ở đây nữa nè, ông không biết nó làm cái gì vậy, cũng không biết chơi sao luôn đó. Mọi người cứ xem kỹ ha, xem kỹ một cờ rồi biết mình sử dụng đó. Có hai bên nè, hai bên hai bộ y chang nhau nè, lên đó. Cái này cũng có hai cái nè, quần trắng quần đen ha, trắng này nâu, trắng đen. Rồi cái mặt cờ thì chắc là mình chơi bên đây quá, cũng không biết chơi đây ra, không biết chơi ở trong hay ở ngoài nữa. Đây quá. Rồi thì mình để cờ lên nè. Mình có thể để cờ nó có hai màu đó. Thấy không? Mình lật qua lật lại thì nó trắng đen. Rồi ở đây thì nó cũng có trắng nè. Đây màu nâu nè. Đây cái hai cái hộp không biết đựng gì, để đựng quân cờ sao. Thì cái bàn cờ này nó có kích thước nè, khi mình bung ra thì nó khoảng 41 cm ha, thì ngang nó khoảng 29 nè. Mặt nó lót rồi nhung đó, là mịn luôn ha, trong cũng lót nhung nè. Hết 500 rồi nha. Rồi xếp gọn rồi nè. Bộ cờ này 450.000 nha mọi người, mã số 16 nha. Mã 17. Đây, về được một cái cọng dây. Cọng dây hơi rất là đẹp. Cọng dây hơi của hãng. Đây, nội địa của Nhật, của hãng, cái hãng này cũng rất là thông dụng, rất là chung, mọi người rất là thường thấy ha, của Nhật. Đây, hãng Evalut nè, Made in Japan ha, chiều áp là 1.5 là 15 kg ha, tối đa 15 kg. Mình thông dụng mình xài có mấy ký thôi, mình xài là 8 kg. Thì ở Việt Nam mình hơi đồ xài 8 kg trở xuống. Đây, đây là cái dắt nói nhanh nha, nó rất là nhanh. Rồi mọi người coi nó nhanh là hay chưa, mình chỉ cần nhấn vô thôi, mình không phải gài, không phải dùng hai tay nha. Ví dụ như nó cố định rồi mình dùng một tay rồi lấy ra. Yeah, nó khác những cái đầu thường ha. Thì cái dây này nó là 10 mét, dây 10 mét. Đây thông số của nó 7 x 2 S x 10 ha.
Vậy có bố bên trong nha, vậy hai lớp bố mọi người. À, coi cái lớp bố bên trong nè mọi người thấy. Có lớp bố bên trong, áp nó chịu rất là cao. Thường dây hơi thì nó để áp là 10 ha. Dây này áp tới 15 nha. Mà 15 của Nhật nha mọi người, 15 Nhật thì mình biết thì nó áp 20 nó cũng được. Thì cái mức an toàn của nó thôi. Dây chưa sử dụng luôn. Duy nhất một cộng luôn mọi người. Mã 17 nha. 950 ngàn. Mã 17. Mã 18. Em có một cái cái món này của Toto ha. Nó hàng tồn chưa sử dụng luôn. Của Toto. Hộp nó có hai cái vít luôn. Rồi cái giấy hướng dẫn. Nhận lắp nè. Thì đây, đây là cái bộ này rất là hay. Cái bộ này của hãng Toto ha nè. Hãng Toto là cái hãng mà đồ của Nhật. Đồ dạng nó thiết kế đồ đồ nhà bếp, đồ nhà bồn tắm ha, đồ trong nhà tắm. Cao cấp, dạng là hàng đầu rồi ha, hàng đầu Nhật Bản. Và nổi tiếng cả thế giới. Thì hãng Toto. Và đồ nó cũng không có rẻ ha. Rất là đắt. Cái này là cái bộ mà để mình lấy xà phòng nha. Xà phòng nước mình chéo đây. Lấy xà phòng để mình rửa tay. Nó sẽ được lắp đặt trên tường. Cạnh ngay chỗ cái labo để mình rửa tay đó. Nè, lắp đặt vô có hai con ốc nha. Hai lỗ ốc. Bắn tắc kê vô rồi mình lắp. Đó. Mình ấn về cái nó xịt ra ha, nó chảy ra. Rất là tiện và nó đẹp nữa ha. Ở đây mình sẽ đổ vô bằng cách là mình dặn cái nắp ở trên nha. Có nắp trên nè, mình chế vô. Rồi khi lắp thì mình gỡ cái này ra. Mình bắt cái đế này vô trước nha. Cái đế chủ bắt một con ốc trước nha. Con ốc dưới đây chờ. Ốc dưới đây là mình lắp cái này vô nè. Rồi mình mới bắn con ốc ở đây dưới nha. Dướng này thì mình dặn này ra. Dặn ra luôn. Rồi, lấy lên. Này nó có cái gòn nè. Cái này nó bằng đồng nè. Những cái đồ mà đồ của thằng Toto này thì nó chỉ có bằng đồng ha. Bằng này nhựa. Cái này đồng nè. Mạ cơ rơm đồng inox rồi. Bởi vậy nói sao nó đắt ha. Ở đây nó cũng có cái phốt luôn. Có cái gòn. Mình nó làm rất là kỹ luôn nè mọi người. Nè, có một cái gòn ở đây luôn ha. Đây mình bị nóc. Vừa khít luôn. Không có bị chảy đâu. Rồi thì mình bắt vô tường rồi á. Mình vặn trở lại ha. Ở đây mình ấn nhẹ cái nó hở lên nè. Thì nó sẽ chảy xà phòng xuống. Rất là đẹp luôn. Kích thước của nó nè, nó khoảng đâu đó nó tổng kích thước thì nó khoảng 20 cm ha. Cái bầu này, cái bề ngang ga nè. Ngang ga thì nó khoảng luôn cái bình nó là khoảng 12 cm ha. Cái bình này thì nó độ khoảng như nó bằng lon nước ngọt vậy mọi người, tức độ khoảng nhỏ hơn lon ngọt sẽ ngắn. Thì nó có đâu đó khoảng 250 ml ha, đón rồi đó. Không biết phải không? Có nó có sẵn ốc cho mình bắt luôn nè, ốc inox rồi. Ốc này inox. Rồi, bộ này là 550 ngàn nha mọi người, mã số 18 ha. Nó bắt màu mới hay vô hạn nó đi, 1 triệu mấy. Cái bình xà bông này nè. Chung đồ Toto nó đắt lắm. Mã 19 nè. Có về một cái này là cái hước dây ha. À, lâu lắm rồi có cái hước dây nè. Nó bác đi đo đất, đo đạc, nhà đất.
hoặc để nhà sử dụng ha. Cái con này nó còn hợp luôn, chưa sử dụng nhưng mà nó rơi ra ngoài nè, nó bị hơi dơ xíu. Chứ bên trong là dây nó rất là đẹp luôn, dây mới chưa sử dụng luôn. Cái này nó có hai thông số. Để coi. Mình cũng chưa coi kỹ nó thông số là cái gì đây. Cái này cái tay quay của nó nè, bằng nó bên trong nó thép nè, nên nó không có bị gãy. Những cái hàng khác ở đây nó yếu lắm. Thằng này rất là chắc nè, thằng này của Tajima không? Tajima nè, Tajima nhưng mà loại cao cấp nè. Tajima nó cũng có nhiều, nó sản xuất cũng đa dạng lắm. Chung hàng cao cấp nó khác. Dây là BVC nè, 30m nè. Và đây nó có hai cái mặt nè, em không biết hai cái mặt này là nó là cái gì đây. Rồi nó cũng bằng y chang nhau mọi người, mặt vàng mặt. Ủa nó y chang nhau mà nó làm hai mặt nó khác nhau ha. Nó cũng bằng nhau. 0 nè, đến 10 cm nè. Bên đây 0 đến 10 cm. 1 cm nè. 1 cm đây cũng ngay nhau nè. Ở đây có mức 0.5 ha, 0.5 cm nè. Bên đây là không có 0.5 nha. À. 1 cm nó sẽ chia ra bên đây là à, hai bên nó chia khác nè, bên chia bên trong nè mọi người, chia mức nhỏ nè. Là 1 cm đây nó chia được làm 1 2 3 4 5 chia làm 5 ha. Thì tương ứng là 0.2. Này 0.2 một vạch nha. 0.2 cm một vạch. Còn đây là 0.5 cm ha. Đó, ừ, nó khác chỗ đó. Còn mét thì nó bằng nhau à, mét bằng nhau à. Mét nó bằng nhau. Đây 1 mét nè. Đây 1 mét ha, bằng nhau. Hai bên ha, nó khác nhau. Bên đây là 0.5, bên đây là 0.2 cm. Bên là 0.5, bên 0.2. Quay rất là nhẹ nhàng. Nước này nó có kích thước là khoảng 27 cm nè. Mã này 19 nha mọi người, 450 nha, báo số 19 nè. Rồi mã 20. 20 em có mấy cái bình ắc quy nha, bình ắc quy này em rã từ trong mấy cục dự phòng của thằng Nhật. Cục dự phòng của nó. Bốn cái bình ắc quy, mỗi bình là 12V ha. Bình 12V 7.2A nha mọi người. Bình 12V 7.2A. Bình này nội địa của Nhật nha, bình này Nhật sản xuất. Nó rã từ cái đây nè. Đây là cái đồ. Đây là cái dây để nó nè. Rồi nhìn cái dây thôi là biết nó hàng chất lượng. Rồi đây của Nhật đó. Từ trong mấy cái cục mà lưu điện của Nhật đó. Thì cái này nó em mở ra em sẽ test bình rồi, test ok rồi nó sẽ bị nó hư một bình nha. Đây nó hư một bình ha, nên là nó bỏ ra.
thì nó còn ba bình này là nó rất là ok. Bình này nó hư rồi, nó bị yếu, vậy hư, nó yếu đi hẳn hơn so với những cái bình này. Thì ba bình này còn tốt. Đó, bình này là 12V 7.2A nha. Đó, thì nó có kích thước. Kích thước của nó nè. Cái bề ngang qua thì nó được 15.2 cm ha, 15.2 cm. Cái bề dày được 6.5 cm nha. Bề cao 9.4 cm nha. Đó. Thì mọi người coi ứng dụng được bỏ vô đâu bỏ, hoặc là mua về để xài bình DC đồ đó các kiểu. Thì giá 300 ngàn một cái nha mọi người. Đây, mã số 20, 300 ngàn. 300 ngàn một bình. 21, đây, mã cuối cùng ha. Cái này là một cái... cái này có lúc bác cần thì cũng kiếm không ra nha. Bữa có bác nào hỏi em cái đồ duy nhất cái kẹp ha. Bác nào có xài cái cẩu, cái tời đồ mà di chuyển những cái đồ mà như là cái tấm thép ha, tấm thép, tấm tôn đồ các kiểu, hoặc là đồ sắt mà nó dạng có cái vành hùng đồ các kiểu đó mình kẹp nhấc lên á, thì cái đầu kẹp này nha, cái đầu kẹp này là chuyên dụng, nó khá là nặng luôn, nó dày lắm nha, tại vì nó kẹp, kẹp này nó tải rất là lớn. Kẹp này nó tải được tấm sắt tới 1,5 tấn nha mọi người. 1.5 tấn. Và độ dày có thể kẹp là từ 0 đến 30mm là 3cm đó. Độ dày 1,5 tấn. Còn rất là đẹp nè mọi người coi nè. Thì khi mà xài thì nó sẽ cái này nó có thể dịch chuyển nè. Còn cái này là nó cố định. Cái này cố định thì mình sẽ siết vô. Khi mà đụng cái tấm thép thì nó sẽ dính chặt lại nha. Nó ngay tâm lại nè. Siết chặt nè. Rồi. Rất là chắc luôn. Rồi cẩu lên thôi. Nhấc lên, di chuyển. Thì mình có thể nhấc bằng tời, bằng xe cẩu, xe nâng gì đó. Thép rất là dày luôn. Tám tấn rưỡi và độ dày tấm có thể kẹp được là 3cm trở xuống ha. Đây 3cm lọt lòng trở xuống từ 0 đến 3cm. Con này mã 21 950 ngàn. Mã 21 giá rất là tốt, là bác nào cần cái đầu này ha. Rồi em cũng kết thúc video nha mọi người. Không tin liên lạc thì em có để trên video. Mọi người xem kỹ rồi chốt hàng liên hệ em nha. Rồi, bye bye mọi người.